Gantapanagatithantasantikeyang Muniwarawajanang sathavome sunantu thamma sawanakalo ayam paranta Thamma sawanakalo ayam paranta Thamma sawanakalo ayam paranta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami Thammang saranang gacchami Sanghang saranang Nanga chami tuti yambi buddhang Sarananga chami tuti yambi thammang Sarananga chami tuti yambi sanghang Sarananga chami tati yambi buddhang Sarananga chami tati yambi thammang Sarananga chami tati yambi sanghang Sarananga chami Iti biso phagawa arahang sama sambutho vichya charana sambanno sugato loka viru anuttaro purisarama sarathi sattha deva manusanang butho phagawa dinathi me Saranang anyang buddho me saranang warang etena saccha vacchena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang badamang suksvaruttamang buddheyo khalito doso buddho khamatutang mamang Svakato Bhagavata Thammo Sandhitiko Akariko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyu Hitinathi Me Saranang Anyang Thammo Me Saranang Varang Etena Saccha Vacchena Hontu Me Jayamangalam Uttamangena vandehang thammang charuvithang varang thammeyo khalito doso thammo khamatutang mamang subhatibhanno bhagavato savakasangho ujubhatibhanno bhagavato savakasangho nyayabhatibhanno bhagavato savakasangho Sami jibadibano phagavato savaka sangho yadidang chata riburisa yugani athaburisa bongala esa phagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraneyo anuttarang punyakhetang lokasatinathi me saranang anyang sangkho me saranang warang etena saccha vacche nahontu me jayamangala uttamangena vandehang sang Kanjadu vitottama sankheyo khalito doso sankho khamatutang mamang Vandami jeti yang sapang sapathane subatithitang Saririkathatu mahabodhin buddharupang sakalang sada Sambuddhe atha visancha dvada sancha sahasa ke pancha sata sahasa ninamami sirasa ahante sang dhammancha sangkhancha adare namami ham namakara nufave nahantva sabbe ubadave Aneka antaraya pivinasantu asesato sambuddhe pancha banyam
Sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng Tê sang tham mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng Namakara nufa ve nahan toa sabbe ubata ve aneka antara ya piwina santu ase sato sambute navutara sate atajata le sasahasake visati satasahasa ninama misirasa ahang te sang tham mancha sang khancha adare Na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huệ na hằng tòa sa bê u ba ta huệ a ni ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa bê pu ra ti ma ya di sa ya sa ta a huệ ra su khi ho nu sa bê pu ra ti ma ya nu di sa ya sa ta Awe ra sukhi honu sabbe dakhina yadisa yasata Awe ra sukhi honu sabbe dakhina yanudisa yasata Awe ra sukhi honu sabbe paitima yadisa yasata Awe ra sukhi honu sabbe paitima yanudisa yasata Awe ra sukhi hondu sabbe uttara yadisa yasata Awe ra sukhi hondu sabbe uttara yanudisa yasata Awe ra sukhi hondu sabbe uparima yadisa yasata Awe ra sukhi hondu sabbe hetima Yadisa yasata awe ra sukhi hondu sabbe sata awe ra hondu sukhita hondu nidukha hondu abhyapaccha hondu anikha hondu dikhayuga hondu arora hondu Sampatti hisami chantu sukhi attanang pariharantu Dukkha patta janik dukkha, faya patta janik faya, soka patta janik soka, hontu sabbe pipanino. Akasatha javumatha devanaga mahitika, Bunyang no anomodang tu chirang rakhang tu sasanang Akasatha javumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhang tu nogaru Akasatha javumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhang tu nyatayo Akasatha javumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhang tu panino Akasatha javumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhang tu no sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale Sathu sathu à, Dạ con đã tụng xong Dạ thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Rồi, xin chào lớp. Hôm nay thì hôm nay chúng ta học tiếp bài số 10
Bài tiếp số 12. 12, bài 12. Bài 12. Ở đây bài 12 hôm trước đó là mình có phần tính từ với danh từ năm tánh bị người Ý như là ý xí. Thì cái bản danh từ năm tánh bị người Ý như là ý xí là mình đã chia rồi. Giờ hôm nay mình học phần tính từ. Tính từ. Giờ tính từ đây, phần tính từ, phần B, phần tính từ. Tính từ thì tính từ trong tiếng Bali là tiếng phụ họa với danh từ, với danh từ sự vật để chỉ thể chất hay tính chất của danh từ sự vật ấy cho được rõ ràng, linh động, thêm ý nghĩa. Ở đây theo hình thức thì mình có hai dạng tính từ, tức là tính từ thuần túy với lại tính từ chuyển hóa. Đây, tính từ thuần túy, tính từ chuyển hóa, hay là thuần túy tính từ, chuyển hóa tính từ. Thuần túy tính từ là sao? Đó là tiếng tính từ thực chất có nội dung miêu tả về tính chất, thể chất hay phẩm chất của sự vật. Ví dụ, này Dahara Rajakumara, những vị bằng tử trẻ. Thì ở đây cái chữ trẻ, đây là tính từ. Apirupo, Apirupayu Khatiyakanyayu, những cô công chúa đẹp. Thì ở đây mình thấy có Apirupayu là tính từ. Vithatani Suvannamaya Vimanani, các tòa lâu đài bằng vàng rộng. Thì ở đây mình có Vithata, Vithatani là rộng. Thì đây là các tính từ thuần túy, tức là bản chất, bản tính, bản tánh của nó chỉ là tính từ thôi. Ngoài ra nó không làm cái gì được khác. Lúc nào nó sử dụng nó cũng phải đi kèm với danh từ, nó hỗ trợ cho danh từ, cho có linh động thêm ý nghĩa, hoặc là cho nó rõ ràng thêm. Thí dụ như hoàng tử, thì ở đây nó có thêm chữ hoàng tử trẻ, công chúa, các cô công chúa thì nó thêm cho cái chữ công chúa đẹp. Tòa lâu đài bằng vàng, bằng vàng thì nó có nó thêm chữ rộng, nó thêm ý nghĩa của cho danh từ cho rõ ràng hơn. Trong ví dụ trên này thì mình có Dahara Apirupayu Vithatani là thuần túy tính từ. Rồi phần thứ hai đó là chuyển hóa tính từ. Chuyển hóa tính từ là gì? Chuyển hóa tính từ là những tiếng nguyên không phải là tính từ mà chúng có hình thức như là tính từ khi chúng đứng phụ nghĩa cho một danh từ. Là bản thân của nó không phải là tính từ. Bản thân của nó không phải là tính từ. Nhưng mà nó đi kèm cho với danh từ. Nó chỉ trở thành tính từ khi đi kèm với danh từ thôi. Còn nếu mà một mình nó thì nó không tính từ được. Nó không trở thành tính từ được. Nó chỉ trở thành tính từ khi mà nó đi kèm phụ họa cho danh từ. Thì lúc đó nó mới đóng vai trò là tính từ. Còn nó một mình nó, nhiều khi nó là danh từ. Dạ. Thí dụ Thanavanta, thí dụ một Thanavanta Vanicha, người thương buôn giàu có, những người thương gia giàu có. Nếu mà một mình nó, một mình Thanavanta, thí dụ không có Vanicha,
Thì một mình Thanavanta, người ta dịch nó là những người giàu có, tức là nó dùng như là một danh từ. Nhưng mà ở đây thì nó đóng vai trò là tính từ, lý do là nó đi kèm với nó là có một danh từ, có một danh từ, cho nên nó trở thành tính từ. Còn nếu một mình nó thì nó là danh từ. Cái ví dụ thứ hai, vô Puriso, người đàn ông nào. Thì chữ nào ở đây cũng là chuyển hóa tính từ. Bản thân của vô thì nó là quan hệ đại danh từ. Quan hệ đại danh từ, nếu mà nó dùng một mình nó thì nó dùng như là danh từ, và nó đã thành tính từ khi nó đi kèm với một danh từ. Thí dụ ở đây, vô Puriso, người đàn ông nào, nó đi kèm với chữ, nó đi kèm bổ sung do cái chữ Puriso, cho nên nó trở thành tính từ. Còn nếu mà nó ở một mình nó thì nó là danh từ. Trong thí dụ trên thì Thanavanta vô là các tính từ chuyển hóa. Ở đây dù là thuần túy tính từ hay là chuyển hóa tính từ, khi mà nó sử dụng á thì nó thì nó bắt buộc luôn luôn phải đồng tính, đồng cách, đồng số. Nó nói về cách sử dụng tính từ ha, cách sử dụng tính từ, dù là thuần túy tính từ hay là chuyển hóa tính từ, khi mà nó sử dụng á, nó luôn luôn phải đồng cách, đồng số, đồng tính, đồng cách, đồng số với danh từ mà chúng đi kịp. Tức là khi sử dụng thì ở trong hai hình thức này nó phải đồng tính, đồng cách, đồng số với danh từ mà nó đi kịp, dù là thuần túy tính từ hay chuyển hóa tính từ. Tại anh đã sai là tính từ rồi thì phải là đồng tính, đồng cách, đồng số. Thí dụ ở đây mình có câu thí dụ Pahuka Channa Gachitoa Maha Uthin Vanditoa Rodinsu. Thì ở đây mình có Pahuka là tính từ của chữ Channa, tính từ của chữ Channa, tức là nhiều người, nhiều người. Gachitoa thì sau khi đi đến. Mahaputin đây là cây đại thọ bồ đề. Vanditoa là định lễ. Rodinsup khóc, nhiều người sau khi đi đến đã định lễ cây đại thọ bồ đề và khóc. Thì ở đây mình có chữ Pahuka là tính từ của chữ Channa. Câu số 2, ví dụ 2, Raja Rajakumarasa Vithate cha Mahante cha Vimane Karesi. Thì ở đây mình có hai tính từ, Vithate là một, Vithate là rộng, Mahante là lớn. Nó đi, nó dùng để phụ họa cho danh từ Vimane. Vimane tức là lớn, lâu đài rộng và lớn, lâu đài rộng và lớn. Raja là đức vua, Rajakumarasa là thái tử, Vithate là rộng, Mahante là lớn, chữ Cham dịch là hòa, Vimane là lâu đài hoặc là cung điện, rồi Karesi là cho xây. Đức vua cho xây các tòa lâu đài rộng và lớn dành cho thái tử. Thì trong hai câu này mình có Pahuka, Vithate, Mahante là tính từ. Thì ở đây mình thấy nó đồng tính, đồng cách, đồng số nè. Ở câu 1 Pahuka, ở đây là Channa, là năm tánh số nhiều, đồng tính là năm tính, đồng cách là ở chủ cách, rồi đồng số tức là đều ở số nhiều. Câu 2 cũng đồng tính, đồng cách, đồng số. Ở đây mình thấy Vithate, Vimane là đồng. Ở đây nó xài ở dạng trung tính, Vimane ở dạng trung tính là đồng tính.
ở đồng cách, ở đây nó ở đối cách, ở đối cách ee giống nhau. Rồi đồng số ở đây là số số nhiều, tòa lâu đài, các tòa lâu đài. Thì ở đây mình thấy vita t mà hơn t nó cũng được gì ở số nhiều, thì đó là đồng tính, đồng cách, đồng số. Như vậy thì tóm lại ở trong phần tính từ nói theo hình thức thì mình có hai loại. Thứ nhất là thuần túy tính từ, thứ hai là chuyển hóa tính từ. Thuần túy tính từ đó, bản thân nó chỉ là tính từ thôi, nó không thể làm cái gì khác được nữa. Còn chuyển hóa tính từ á, nó chỉ trở thành tính từ khi mà nó đi kèm với một danh từ, nó đứng phụ nghĩa cho một danh từ. Còn nếu mà nó một mình nó thì nó có thể trở thành danh từ. Về cách sử dụng, cách sử dụng thì dù là thuần túy tính từ hay là chuyển hóa tính từ, nó đều đồng tính, đồng cách, đồng số với danh từ mà nó đi phụ nghĩa. Rồi ở đây mình có một số tính từ, một số tính từ. Apirupo là khôi ngô, Amma chư chính, Uchá là cao, Oda tá là trắng, Kala là đen, Dasaniya là đẹp, Dahara là trẻ, đi khá là dài, Dupala yếu ớt, ôm yếu, Nicha là thấp, Pakkha là chính, Piti là hoàng, Palavantu là mạnh mẽ, Pahuka hoặc là Pahu là nhiều, Machima trung bình, Mahanta lớn, Rasa ngắn, Vitata rộng, Sampa tha hẹp, Surupa đẹp, lịch sự. Thì đây là một số tính từ. Nó vừa có tính từ thuần túy, vừa có tính từ chuyển hóa, nhưng mà phần lớn là tính từ thuần túy. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên mình đọc các tính từ này một tí để lát mình làm bài tập. Này có anh Cát Khánh có trên lớp không hả? Dạ dạ có sư. Vậy mời lớp đọc cho sư. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử mang ra lá nên đi. Dạ thương sư xin đọc. Á bí ru bá là khôi ngô, á má A má là chư chính, U chá là cao, Ô đa tá là trắng, Ca lá là đen, Đá xá ni giá là đẹp, Đá há rá là trẻ, Đi há là dài, Đú bá lá là yếu ớt, ốm yếu, Ni chá là thấp, Bát há là chính, Bí tá là vàng, Bá lá quan tú là mạnh mẽ, bá hú cá hoặc là bá hú là nhiều, má là trung bình, má há tá là lớn, rá xá là ngắn, ví thá tá là rộng, sam ba đá là hẹp, xú ru bá là đẹp, lịch sử giả sư xin hết. Dạ, chữ bắt cá hồi nãy không có chữ H, chữ bắt cá hồi nãy không có chữ H, chữ chính nó không có chữ H, hai chữ càng mình sửa lại cái đó. Rồi dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin được đọc một số tính từ ạ. Afirupo là khôi ngô, Ama là chưa chín, Uchá là cao, Odata là trắng, Kala là đen, Dasaniya là đẹp, Dahara là trẻ, Diga là dài, Dupala là yếu ớt, ốm yếu, Nicha là thấp, Bakha là chính, Pita là vàng, Pala Bantu là mạnh mẽ, ba hú cá, ba hú là nhiều, ma chí ma
Ma chi ma là trung bình, ma han ta là lớn, rasa là ngắn, vithata là rộng, sambatha là hẹp, surupa là đẹp, lịch sự. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số tính từ. A phí ru bá là khôi ngô, a má là chưa chín, út chá là cao, ô đa tá là trắng, ca lạ là đêm, đá xá ni giá là đẹp, đá há rá là trẻ, đi gá là dài, đúp bá lá yếu ớt, ốm yếu, ni chá là thấp, bát khá là chín, bi tá là vàng, bá lá văn tú là mạnh mẽ, bá hú cá, bá hú là nhiều, mách chi má là trung bình, má hành tá là lớn, rát xá là ngắn, vít thá tá là rộng, xăm ba thá là hẹp, xú ru bá đẹp, lịch sự. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. A phí ru bá, khôi ngô. A má là chưa chín. Út chá là cao. Ô đa tá là trắng. Ca lá là đen. Đá sa ní giá là đẹp. Đá ha rá là trẻ. Đi khá là dài. Đúc ba lá là yếu ớt, ốm yếu. Ni chá là thấp. Bắc cá là chín. Pi tá là vàng. Ba lá quanh tú là mạnh mẽ. Ba hú cá hoặc là ba hú là nhiều. Mắt chí má là trung bình. Má hành tá là lớn. Rát xá là ngắn. Vít thá tá là rộng. Sam ba thá là đẹp. Số ru phá là đẹp, lịch sự. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Dù Bảo ạ. Dạ con xin đọc một số tính từ. Á phí ru phá là khôi ngô, a má là chưa chín, út chá là cao, ô đa tá là trắng, ca lá là đen, đá xá ni giá là đẹp, đá há rá là trẻ, đi gá là dài, đúp phá lá là yếu ớt, ốm yếu, ni chá là thấp, bắc khá là chín, bi tá là vàng, bá lá quanh tú mạnh mẽ, bá hú cá, bá hú là nhiều, mắt chí má trung bình, má hành tá lớn, rát xá là ngắn, quyết thá tá là rộng, sam ba thá là hẹp, chú ru bá là đẹp, lịch sự. Con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Anh Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Á phí ru phá là khôi ngô, a má là chưa chín, út chá là cao, ô đa tá là trắng, kha lá là đen, đá xá ni giá là đẹp, đá há rá là trẻ, đi khá là dài, đúp bá lá là yếu ớt, ốm yếu, ni chá là thấp, hách khá là chín, phi tá là vàng, bá lá văn tú là mạnh mẽ, bá hú khá, bá hú là nhiều, mắt chi má là trung bình, má hành tá là lớn, rát xá ngắn, vít thá tá rộng, sam ba thá hẹp, xú ru phá đẹp, lịch sự. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. A hí ru bá khôi ngô,
Amá chưa chín, Uchak cao, Odata thắng, Hala đen, Dasaniya đẹp, Dahara trẻ, Digat dài, Dukphala yếu ớt, ốm yếu, Nichak thấp, Bakha chín, Vita vàng, Balavantu mạnh mẽ, Bahukha Bahu nhiều, Machima trung bình, Mahanta lớn, Rasa ngắn, Vithata rộng, Sambatha đẹp, hẹp, Suruba đẹp lịch sự. Rồi, Suruba đẹp lịch sự với lại đất sáng đi giá là cũng đẹp mà mình dùng hai cái, một bên đẹp lịch sự đẹp làm sao chứ? Ừ. Một cái là Suruba đẹp lịch sự, còn Dasaniya là đẹp. Nó nhiều nghĩa hơn. Hai cái mình đi dùng chữ đẹp được rồi, khỏi chữ lịch sử được đó sư ạ. Thì những cái chỗ nào người ta muốn dịch đẹp là dịch lịch sử, thí dụ người này dịch lịch sử quá. Dạ. Dạ. Con cảm ơn ạ. Còn ai không? Dạ còn, dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc một số tính từ: Apirupa khôi ngô, Ama chưa chín, Uchcha cao, Odata trắng, Kala đen, Dasaniya đẹp, Dahara trẻ, Dikha dài, Rupa lá yếu ớt ốm yếu, Nicha thấp, Pakka chín, Vita vàng, Balavantu mạnh mẽ, Bahuka bahu nhiều, Machima trung bình, Manhata lớn, Rasa ngắn, Vitata rộng, Sambada hẹp, Surupa đẹp lịch sự. Là thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Apirupa khôi ngô, Amá chưa chín, Uchcha cao, Odata trắng, Ca lá đen, Đắc xá ni giá đẹp, Đá ha giá trẻ, Đi giá dài, Đúc tà lá yếu ớt ốm yếu, Đi trá thấp, Tắc tá tím, Đi tá vàng, Ba lá con tú mạnh mẽ, Ba hú tá, ba hú, à báo hú, báo hú tá nhiều, Mách trí má trung bình, Má hăng tá lớn, Rác xá ngắn, Vít tha tá rộng, Xăm ba thá hẹp, Sú ru phá đẹp lịch sự. Đã thư sư con xin hết ạ. Ừ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thư sư đã hết rồi sư. Cái đó là phần bài học. Giờ qua phần bài tập. Phần bài học là chỉ có như đó thôi. Một là tính từ, hai là danh từ năm tánh bị người ý. Như là ý xí bản này hôm trước mình học rồi. Bây giờ mình xem ra phần bài tập. Đây là phần bài tập. Bài tập mình có 5 câu bài tập. Giờ đọc 5 câu bài tập trước cái đi rồi đọc phần từ vựng sau ha. Cho
cho nên hồi đọc tư vấn xong thì 5 câu bài tập không đọc được, trong khi đó 5 câu bài tập cần đọc hơn. Sutthodano nama Phupati Rajaputasa Vithate cha Mahante cha Pasade Karesi. Sutthodano nama Phupati Rajaputasa Vithate cha Mahante cha Pasade Karesi. Rajakumarasa Vimanang Namang Ramocha Suramocha Supocha Tihoti. Raja Kumarasa Vimananang Namang Ramocha Suramocha Supocha Tihoti. Siddhartha Raja Kumaro Yasodhara Yasathin Vithate cha Mahante cha Vimane Susukhang Vasi. Siddhartha Raja Kumaro Yasodhara Yasathin Vithate cha Mahante cha Vimane Susukhang Vasi. Api Bodhisatto Mahantan cha Pasadang Dasaniyan cha Darang Api rupanca Raja Putang Lapitoa Panna Nasidi Api Bodhisatto Mahantanca Pasadang Dasaniyanca Darang Api rupanca Raja Putang Lapitoa Panna Nasidi Tenahi So Jati Caranca, Yatinca, Marnanca, Ati, Ati Kami Tung, Ati Kami Tung, Witing, Sesamiti, Jintanena, Papaji, Tenahi So, Jati, Jati, Caranca, Yatinca, Marnanca, Ca, Ati Kami Tung, Witing, e si samiti cintanena papaji. Rồi bây giờ tập đọc 5 câu bài tập ha, giơ tay lên đọc 5 câu bài tập. Dạ Khánh mời cho đọc bài tập. Đọc bài tập xong rồi đọc từ vựng. Dạ con xin đọc. Sudatta Sutthodano Nama Buddhati Rajaputassa Vithatte Chat Manhante Chat Bada Basade Karesi. Câu số 2. Rajakuma Rasat Vimana Mang Namang Ramo Chat Suramo Chat Sutthodha Ti Hoti. Câu số 3. Siddhartha Rajak Kumaro Yasoda Rajak Sakthim Vithatte Chat Madhante Chat Vimane Susukham Vasi. Câu số 4. Api Bodhisatto Mahantan Chat Badak Basadam Basadam Dasadni Yang Chat Daram Apikut Banchat Rajaputam Lapiva Banat Na Siddhati. Số 5. Tenahi So Yati Rajanchat Yatinchat Magran Nanchat Atikhan Mitum Vithin Atikamitum Atikapit Mitum With him, Esisamiti Chinta Chinta Nena Bapha Baphaji Baphaji, đúng không sư? Baphaji Baphaji. Dạ, con xin hết rồi. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sutthodano nama Phupati
Rajaputasa Vithate cha Mahante cha Basade Karesi. Câu số 2. Rajakumarasa Vimananang Namang Ramo cha Suramo cha Supho cha Tí Hô Tí. Câu số 3. Siddhartha Rajakumaro Yasodhara ya Sakthin Vithate cha Mahante cha Vimane Susukhang Vasi. Câu số 4. Api Bodhisatto Mahantan cha Basadang Dasani Yancha Darang Avirupancha Rajaputang Lafitwa Pana Nasidati. Câu số 5. Tenahiso Chati Rajan Cha Vya Vyathincha Marananja Atitka Mitung Vithin Esisamiti Chintanena Papachi. Thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Sutho Dano Nama Kupati Rajaputasa Vithate cha Mahante cha Basade Karesi Rajakumarasa Vimananang Nanang Rammo cha Surammo cha Su phô cha tí hồ tí Siddhartha Rajakumaro Yasodhara Yasatthin Vithate cha Vithate cha Mahante cha Vimane Susukhang Vasi Api Bodhisatto Mahantancha Basadang Dasani Yancha Darang Avirupancha Raja Buttang Lapitoa Banana Si Dati Tenahi So Chati Cha Rancha Dya Thincha Marang Nancha Ati Ati Kami Tung Vithin Esisamiti Chintanena Bapachi. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Câu 1. Xuất thô đá nô Nam má khu tá tí Ra trá phút tát xá Vít thả tê trá Má hăng tê trá Ta sa đê Ta rê xí Hô hai Ra trá phú ma tát xá Quý ma na năng Namang Rammo cha Su Rammo cha Su Pho Cha Tí Hô Tí. Câu 3. Thích Thách Thả Ra Cha Phú Ma Rô Giá Sô Thả Ra Giá Khách Kinh Quýt Thả Tê Cha Má Hâm Tê Cha Quý Ma Nê Su Su Thăng Quá Tí. Câu 4. Á Tí Bô Thí Thác Tô Má hân tanh trá, ta sa đăng, đắc xá, ni danh trá, đa răng, á phí ru danh trá, ra trá phút tăng, lá phí tòa, tá lá, lá, phí đí. Câu 5. Tê na hí sâu, cha tí, trá, danh trá, ra sinh trá, má giá nhanh trá a tí khá lý tung quý thình e xích xa mi tí chim tá lê ná bắt tá dí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ.
Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Sư Tô Đá Nô Na Má Phù Bá Tí Ra Chá Bút Tát Xá Vít Thát Tê Chá Má Hành Tê Chá Pa Sa Đê Ca Rê Xí Ra Chá Cú Ma Rá Xá Quý Ma Na Năng Na Năng Ram Bồ Chá Sú Ram Bồ Chá Sú Phô Chá Tí Hồ Tí Sít Thát Thá Ra Chá Cú Ma Rô Ya So Thá Ra Chá Giá Sát Thình Quý Thát Tê Chá Ma Hành Tê Chá Quý Ma Nê Quý Ma Nê Sú Sú Khăn Quá Xí Áp Bí Bồ Thí Sát Tô Má Hàng Tành Chá Bà Đà Đăng Đá Sa Ni Danh Chá Đà Răng Áp Phi Rù Pành Chá Ra Chá Bút Tăng Lát Phí Tòa Pành Ná Ná Si Đi Tê Na Hí Sô Chá Tí Chá Rành Chá Bia Thình Chá Mà Rành Nành Chá Atika Mi Tung Vít Thình Ê Xích Sa Mi Tí Chinh Tá Nê Ná Bác Ba Chí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật Tâm Thị Nương ạ. Dạ kính bạch sư con xin đọc ạ. Câu thứ nhất Sutho Dano Nama Putpati Raja Putasa Vithate Cha Mahante Cha Pasade Karesi. Câu số 2 Raja Kumarasa Vi Mananang Namang Ramocha Suramocha Sutho Chati Honti. Câu số 3 Siddhartha Raja Kumaro Yasutha Raja Santi Vithate Cha Mahante Cha Vimane Susukhang Wasi. Câu số 4 Api Bodhisatto Mahang Cha Tang Mahang Tang Cha Pasadang Dasa Niyang Cha Darang Afi Rupanca Raja Putang La Fitoa Panana Sidati. Câu số 5 Tenahiso Chati Charang Cha Viyating Cha Marang Nang Cha Atika Mitung Witting Esisa Miti Cinta Nena Papachi. Dạ bà sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc Buddho Dano Nama Upati Raja Putasa Vithate cha Mahante cha Pasade Karesi Raja Kumarasa Vimananang Namang Ramocha Churamocha Subo Chati Hoti Chichatha Raja Kumaro Yashotha Raja Satin Vithateja Mahanteja Vimane Susukhan Vasi Abhi Bodhisatto Mahantanja Papas Dan Dasani Yanja Daran Abiru Panja Raja Putang Labi Toa Panja Na Siyi Tenahi So
Cha ti cha an cha. Ya tin cha. Maran nhan cha. Atika mitun vichin. Esisa miti sintanena papachi. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Sư đồ đa đồ nà má cúc bà tí là chá bút tá sáp ví tá thề chá má hành thề chá và xà đề ca rê xí là chá cú bà rá xá vi ma na nang na nang ram mo cha su ram mo cha su ko cha ti ho ti si da ka ra cha ku ma ro ya so da ra ya so da ra ya sa kim vi ta te cha ma han te cha vi ma ne su su kang va si a pi Bodhisattva Mahantam cha Pasadang Dasaniyan cha Darang Abhirupan cha Rajaputang Lapitwa Pana Nadisi Tenahiso Jati Jaram cha Yahi Jin cha Marananja Atikamitum Mittim Asisamiti Chintanena Papachi. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa em mới đọc xong. Dạ thưa sư con mới đọc xong rồi. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sutho Dano Nama Bubati Raja Putasa Vithate Cha Mahante Cha Basade Karesi Raja Kumarasa Vimananang Namang Ramo Cha Su Ramo Cha Subo Cha Ti Ho Ti Siddhartha Raja Kumaro Yashodhara Raja Sathin Vithate Cha Mahante Cha Vimane Sukhukhan Vasi Abhi Bodhisattva Mahantan Cha Basadan Dasa Niyan Cha Darang Abhirupan Cha Raja Putang Labhitwa Bana Nasiri Tenahi so chati charancha viya tincha marananja cha mitung within esisa miti tinta nena bap ba chi. Dạ thí sư với câu xin hỏi đi sư. Nói gì? Dạ cái chụp cái câu cái ngữ pháp chỗ câu mà ví dụ như là cha tí hô tí đó nè, cái ví dụ như không phải với chữ tí nó mới là cái chữ exit sami tí này là ở đâu ra cái ni sư khi cho con mở này. Cái đó là người ta sao bỏ một chữ hai chữ ý nó đi kế bên nhau, người ta sao bỏ một chữ lại nên là xài dấu phẩy để làm dấu cho biết vậy đó. Dạ 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 cảm ơn sư. Dạ dạ con xin giấy à. Dạ thưa sư, đã hết rồi sư. Rồi bây giờ hết rồi, chạy qua một phần từ vựng tí đi, đọc nhanh từ vựng năng sửa bài hơn. Không được thời gian nè. Bây giờ từ vựng bài này thì rất là dài. Vựng bài này tới 5 trang lần. Giờ mỗi người đọc 1 trang đi. Mỗi người đọc 1 trang từ vựng. Rồi ai đọc được chưa tay lên trước đi, đọc trang đầu tiên.
Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Ararasma Anarabhijan Babbhajati xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Asikram không bao lâu. Anasatta chúng sanh khác. Atikha Mati vượt qua. Ato ý tô từ nay. Avahati kết hôn. Tegasatva Sasa Achayena suốt thời gian 13 năm. Achakriya kỳ diệu. Atha Atha chắc chắn. Akhigat chắc tí chứng được. Akhipati nhà lãnh đạo. Anubhavana sự thọ hưởng. Abhinnam thường thường. Abhirupa Abhirupa đẹp lịch sự khôi ngô tấn tú. Dạ con xin hết. Mời người tiếp theo. À, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Đá xá ni giá đẹp lịch sự đáng nhìn. Đá há rá là trẻ. Ok, khác rồi. Âm đây chứ. Dạ. Đà rá là vợ. Đê quá má nút xá là nhân thiên. Ná quá là mới. Ná quá phu tá lá là chính tầng. Na na là khác nhau. Đít khá má tí là ra đi. Nima ná xíp bá xăm bá ná có kiến trúc. Ní si đa tí là ngồi. Nít xa giá là do. Bách cha là sau này. Pancha ca má gú ná là ngũ trần. Pancha phu ta lá là năm tầng. Bát tí pa đê tí là tổ chức. Bát thá má cha ná là sơ thiền. Bát thá măng là lần đầu tiên. Bát ná nhưng ngược lại trái lại. Bát pa cha là sự xuất gia. Bá minh chê tí là khiến thoát khỏi. Bá mô đà tí là vui mừng. Và bà Sương xin hết ạ. Đầu tiên là trang 71. Trang 71 kia là. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Đá xá ni giá là đẹp lịch sự. Trang 71. Ok đó, ok thắng. Chiều ca. Dạ. Thưa sư xin đọc. Út thá xá ma giá, má giá, thời kỳ Đức Phật. Phá ri gia, phá vít sá tí, sẽ trở thành người bạn đời. Má ha. Ở đâu vậy? Ủa, đọc trong sách đó sư. Trang 71, sư nói trang 71 không? Trang 80 á con. 80 á, Út Bê Thái. Dạ, trang 80, dạ. Ủa, sư nói, vậy là rốt cuộc là đọc trang 80. Cô đọc lại, cô đọc lại trang 80, số 80 đi. Út Bê Thái nó chiều cao quá. Tại 80. Cô kêu đọc 81, cô kêu đọc 81. Dạ. Không, có sách 71, có sách 71. Dạ. Trang 72 ở trong cái đang trong... coi trên máy hả? Ông coi trên máy không thấy hả? Dạ thưa con coi trên máy trang số 72 á sư. Là nãy đọc rồi. Còn 71 chưa đọc. 71. Rồi con kéo qua. Rồi con thấy rồi sư. Úp phê thá là chiều cao. Ê cá ba lanh cá là ngồi thế khiết già. Ê sát tí là tìm cầu. Ô la rí căng
là một cách long trọng. Oloketi là nhìn thấy. Cá ví là nhà thơ. Kareti là cho xây. Kondanya Brahmana là bà La Môn Kiều Trần Như. Koliya là người dòng Koliya. Garu, cá rú tí là tôn trọng, kính trọng. Chintana là sự suy nghĩ. Chana là ngày lễ. Chaya là bóng mát. Samburukha Mula là cội cây trăm. Chati, Chara, sự sanh và sự già. Chato, áp hô xí, đã được sinh ra. Chanati là biết. Chayati là hạ sinh. Chivita là mạng sống, sinh mạng. Tê ná hí là vì vậy, bởi thế. Rồi, tự dưng đâu mất rồi. Tê rá xá hí, vát xê hí là trong suốt thời gian 13 năm. Thưa sư xin hết. Xong rồi khách. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Kari Cha Rana, sự hầu hạ. Kari Poka, việc sử dụng. Pana Sana, giống như sinh mạng. Pasada Vimana, cung điện. Bahuka, nhiều. Bahuka Nang Vassana Achayina, qua nhiều năm. Và hướng sứ tá, thông thái. Bồ tí sá tá, Bồ Tát. Phà-vá-na, sự tu tiến. Thuốc ba tí, đức vua. Ma-ra-na, sự chết. Ma-hành-tá, lớn. Ma-hành-la-cá, là già. Maha Purisa Lakana, đại nhân tướng. Mukhya, quan trọng. Muni, tu sĩ. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Parichārana, sự hầu hạ. Parihoga là việc sử dụng. Panasaman là giống như sinh mạng. Pasada, quý mana là cung điện. Bahuka là nhiều. Bahukanang, vasanang. Achayena, qua nhiều năm. Báo xuất tá là thông thái. Bồ thí sát tô, sát tá, Bồ Tát. Phà quá na, sự tu tiến. Phù bá tí là đức vua. Má rá ná là sự chết. Má ham tá là lớn. Má hành lắc khá là già. Maha Burisa Lakhana là đại nhân tướng. Mukha là quan trọng. Muni là tu sĩ. Metta Chitta là lòng bi mẫn. Rajabariwara là cung nữ. Rahulo Nama Rajaputto là hoàng nam. Tên Rahula. Lá phá tí có được quan ná màu sắc. Con xin hết. Ừ.
À, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Vandana là diệt xá chào. Vasati là sống. Vassa là năm. Vithata rộng. Vithi phương cách cách. Vihinsati là giết hại. Vyathi là sự bệnh. Sakkin karoti là chứng kiến. Sakcha thamma chân lý. Satasu ayu. Hamanesu vừa mới 7 tuổi. Satta butala 7 tầng. Samathasamathi thiền chỉ. Samabhayo hoti có cùng tuổi thọ. Samvasa sự sống chung. Samvasati sống chung. Samagama sự tham dự. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Thị Nương ạ. Đọc ấy, đọc cho hết đi. Samagama sự tham dự. Sammasambuddha bậc chánh đẳng chánh giác. Siddhati đắm nhiễm. Sukukhang rất hạnh phúc. Solasa ayupamana độ tuổi 16. Hetha là ở dưới. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc. Hagaraspa anagariyan papa chati là xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Achiran là không bao lâu. Anyasatta là chúng sanh khác. Atika mati là vượt qua. Ato ito là từ nay. Awahati là kết hôn. Terasa và sasa acha ye na là suốt thời gian 13 năm. Acharya là kỳ diệu. Atha là chắc chắn. Athi gacchati là chứng được. Athipati là nhà lãnh đạo. Anuffa wana wana là sự thọ hưởng. Afinhang là thường thường. Afirupa là đẹp, lịch sự, khôi ngô, tuấn tú. Và bạch sư, con xin hết ạ. Alo. Dạ, thưa sư, dạ hết Phật tử, sư Phong đọc rồi. Hết rồi, anh bút bài tập lên. Dạ. Nhiều người dịch đây nè. Có rất nhiều Phật tử đã dịch rồi sư. Có nhiều người dịch. Đã cho xây. Sorry sư, không biết cái này nó bị gì đấy không? Sao nó lâu nó hay bị cái đó? Không biết có máy có bị virus hacker gì không?
vua Tịnh Phạn đã cho xây cung điện rộng và lớn cho Hoàng Nam. Tịnh Phạn cho xây cung điện rộng và lớn cho Hoàng Nam. Được đó, câu một kia được. Bà sư, cái câu một đó là ba cung điện chứ không phải là chỉ có cung điện sư. Pasade ca re si sư là ba cung điện lận. Xây những cung điện được rồi. Dạ. Vậy lấy câu đầu tiên được rồi phải không sư? Để chữ thêm chữ những. Rồi lấy một câu thôi, lấy một câu được rồi. Dạ. Cắt cái còn lại thì coi theo đó tham khảo. Câu hai. Ba cung điện của Thái tử là nó đâu có chữ gì mà dịch là ba ta. Dạ, không có ba. Ờ, số 2 nè. Tên gọi các cung điện của Thái tử. Là Ramu, là Ramma. Tên gọi các cung điện của Thái tử. Tên gọi các cung điện của Thái tử là Ramma. Số răng má và số hát. Đói lên câu đó. Tên gọi các cung điện của Thái tử. Cho coi câu 3 Khánh ơi. Dạ. Như câu 3 dư chữ rất á. Sư vậy câu 3 chắc thêm chữ đã sống. Bác sĩ là đã sống. Sống tòa, sống trong tòa. Hồi nhà con 4, con 4.
như vậy Bồ Tát đã có được lâu đài lớn và đẹp và quang mang vô cùng tướng nhưng không đâm nhiễm. Đã dù đi, dù Bồ Tát, dù quỷ, bỏ chữ như vậy. Đọc ý, dù Bồ Tát đã có được lâu đài lớn và đẹp và hoàng nam không ngô tâm tú nhưng không lắm nhiệm. Cái đó chỉ để như Bồ Tát có được thưa sư cũng xin dịch cái câu này như thế này được không sư? Dù đã có được lâu đài lớn, vợ đẹp và hoàng nam khôi ngô tướng tú nhưng Bồ Tát không đắm nhiễm. Sửa lại một câu đó. Để lấy theo câu thứ hai phải không chị? Câu số 2. À, câu số 2 hay hơn. Câu này hay hơn hết rồi. Chứ nào chị Hoa? Câu số 2 á, tại câu số 2 viết thì nghe hay nhưng mà nó thiếu chữ. À, dạ. Ta sẽ tìm phương pháp thì vượt qua sự sinh và bệnh chết. Mà sẽ chọn câu 1 thì lấy câu 1 đi. Ta tìm câu cách thức. À.
dùng phương pháp nghe hay hơn nhỉ. Tìm câu cách để tìm kiếm phương pháp vượt qua sự sanh già bệnh chết. Bởi vậy người xuất gia, người đã xuất gia bởi chuyện bởi thế, người đã xuất gia với ý nghĩ ta sẽ tìm cầu tìm kiếm phương pháp vượt qua sanh già bệnh chết. Em lấy con dưới thì nhưng mà thêm chữ ta nữa. Ta sẽ bởi vậy ngài á, cái này là người đó, là sa là sở là chữ ngài, bỏ hai dấu chấm thôi anh. Sở là chữ ngài, bởi vậy á, ngài á. Ừ, nè, phải xài dấu hoàn kép lại, kép chữ ta này. À, dạ. Dạ con sư. À, mấy con nhỉ. Xuất gia với sự mới, ta sẽ tìm kiếm, ta sẽ tìm kiếm phương pháp vượt qua. Rồi, lòng có tiếng Việt. Anh sư già, sư bệnh, sư chết. Tiếng Việt hơi khó. Người ta làm được, phải khá làm được. Cái tự vấn nó hơi khó. Khó quá, nhận sách cho mà sư ơi. Sư thổ đa nô. Cho xây lâu đài mới, xây là đài mới có kích thước khác nhau cho thái tử. Cái chữ mới đó nó phải nằm trước cái chữ kiến trúc. Này nó sư. Ừ. Đã nằm trước chuyện kiến thức. Không phải nằm trước, đó nằm sau rồi. Trước ra chá. Ra chá. Ra chá mút ta xá. Ra trước miền mạng. Nằm sau chứ ra chá mút ta xá. Dạ rồi. Ra về. Chát. Làm chữ chát nữa. Ra về chát. Ra về chát. Ra về chát. Nabi chat Nabi chat Nabi chat
cho chữ Nana luôn đi. Nana na là luôn. Ừ, Nana luôn đi. Chữ chữ bên bạn. Đúng rồi. Nó có cái em chỉ chắc luôn nếu mà phải chỉ là kiến thức khác nhau cho các chị. Em chỉ chắc cho chữ Pasadi trước chữ Pasadi. À sao chữ Banana đó? Trước chữ nữa. Ok đúng rồi đó. À, giờ chữ nào qua đây sư? Chá. Thêm một chữ chá nữa hơn. Có Phật tử nào dịch cái thầy bót lên nhìn sách chứ, nhìn sách chứ dịch nổi thôi. Ôi trời ơi, mấy cái từ này. Tê sá quá sá sá á chá dê ná ra chá cú má rá sá bá rí chá nà há nà giá quý mà nê đá há sá chá đi sá ni gia chá ra chá bút ra chá bá rí quà xà phá hoành tí. Biết ai đọc, ai ai biết được. Tê ra xa. À, Khánh viết chữ thôi Khánh. Tê ra xa. Thôi nhìn sao trang 148 này biên luôn trời ơi. 148 á trời trời không tí. Tê ra xa quá xa xa. Acha yena racha kumarasa bari baricha bari baricha bari na na na. Rồi rồi chờ con tí. Bát sa sa, ác cha về ná, ra cha cú má ra sa. Ba ri cha na na ya ná há ya ná há na ya. Ba ri cha. Quý mà nề tới chắc mà nhé nữ là chắc đi sáng ni giá ni già đã sáng đi sáng na già ni già chắc ra chắc Bari cô nữ trẻ đẹp. Con nữ trẻ đẹp chứ nhiều đâu, chưa thấy chữ nhiều mà có văn tí thôi đó là chữ nhiều. Có
nhiều cung ngữ trẻ đẹp, nhiều thêm chữ nhiều vô cũng như được. Khoan khoan thêm đâu đó, thêm ở đâu, chỗ này chỗ này này chỗ này chắc Pariwara ra chắc Pariwara nè, thêm chút chỗ này, thêm chỗ này nè. Ra sao chỗ này hết rồi ông ấy trước phía trước. Không hút cả. Vì chữ nhiều mình xài tính từ gì chứ? Ba hút cả. Ba hút. Ba hút cả. Ba hút cả. Ở trường âm. À, chia luôn. Ba hút cả có nhiều cung nữ trẻ đẹp. Trong toàn lô tài. Để hầu hạ thầy tử suốt thời gian 13 năm. Rồi, cảm ơn. Đã có được một quả năm của vô tâm tư. Bài có ai sửa chứ? Để số thân thân. Ra. Số thân ra. Thì thức thân ra chẳng cuốn mở. Ena sức thêm phí rụ quang ra chú quốc tăng lắp khí. Là được có số 3 như thế. Thầy tử không nắm nhiệm trong việc thọ hưởng ngũ dục vì thế. Sau này ngài đã trở thành một vị tu sĩ tự không nhiễm. Thầy tự không đâm nhiễm trong việc tỏ hưởng hữu dục. Đâm nhiễm anh muốn khổ ghi đó. Thọ hưởng anh muốn thọ nhi không đặc nhiệm trong việc thọ hưởng ngũ dục anh không nhi quay nhật cam không nhi anh muốn thọ anh nhi anh muốn thọ anh nhi điều đó anh muốn thọ anh nhi. Lộn mất hánh sửa là chị bấm lộn thôi. Dạ. Không anh nè. Anh nè si đi. Anh nè. Vì thế. Vì thế. Chấm dưới á. Hồi này nhìn có chấm dưới. Anh nợ. Vì thế. Sao mà người đã trở thành một tư sĩ. Con N không có chấm dưới. N không chấm dưới hay sao? Ừ. Vì thế sau này mình đã thành rồi. Sau khi tổ chức hôn lễ, vua rất vui mừng vì nghĩ tới nơi thái tử
Câu số 5 mới có ai làm? Quan trả đà má mê ảnh ảnh phá qua mê mà chỉ biết từ câu năm các Khánh ghi thử rồi các Khánh. Dạ. Phu bá tí a qua há ná. Anh máy đọc thì đã đánh sao nổi. Phu bá tí kìa, phu kìa. Khánh. À, chữ phu, à, chữ phu. Phu. Phu bát tí a quá a qua a qua hai trường âm hai dấu hả à, và há né rồi đúng rồi à, và há né rồi là măng gá lăng măng gá lăng măng gá lăng chín lần măng n chấm trên chín là chấm trên chín luôn Khánh, chín luôn Khánh. Dạ. Nè chấm trên thì chữ đắp gì đây. Ghép lại. Mở vô cách nè. Rồi. Ba tí ba đê toa. Ba tí đa. Ba. À. Không có chữ đi chấm dưới chữ T á, chữ T chấm dưới ba tí ba trường âm đê toa rồi à, dấu kép mở ngoặc ok. Ý tô ra chá cuốn maro bá cha giá bá cha giá nè bá là hai chữ b á b bò á xuất gia bắp bá tí bắp là chữ b phở nhưng mà hai chữ hai không phải chữ g hai chữ à đỡ hai chữ c bằng hai chữ b bò á bắp cha bắp bá cha giá bá trà giá ha chị dạ bắp bá trà giá ok sorry bá trà giá đúng rồi bắp bá chữ á bắp bá bỏ chữ h chữ á rồi bỏ h luôn nãy bấm nó mất rồi bắp bá trà giá nè okay. Bắp bá trái giá rồi ná Nick khá Mít xá tí Nick khá mí Mít xá hai chữ S Tí chữ Y kìa. Sẽ là chữ Y xá tí á. Xá tí á. Xá tí rồi. Chín tá này ná. A tí
A Tí Quý Giá Bá Mô Đí. Không biết có đúng. Ở phương Tây có dịch ở đây. Dạ rồi sư ơi. Dạ. Chim ta mềm má. À. Rồi anh cứ sửa sửa đi. Sư cho con hỏi câu 4 á sư. Cái chỗ câu 4 á sư. Cái chỗ mà Anupa quá nề á. Cái đó là cách 7 đúng không sư? Ừ. Vậy chứ cái từ đó nó là ngũ dục á. Panh chá ca má vô nề á. Thì cái đó là cách mấy sư? À. Thấy không? 7 luôn. À. Cách 7 luôn hả? Cách 2. Trong vị thọ hưởng đó, trong vị thọ hưởng ngũ dục á thì nó một cộng nó đi luôn á. Vậy là hai cái đều là cách 7 hết. Hai. Cái cách 7, cái cách 2. Cái Anupa, Anupa quá nề là cách 7. Vậy cái Pancha Kama quá nề là cách mấy? Hai. Cách 2. Tại con nhớ lần trước là dùng cái là Pancha Kama quá nề. Ủa? Không bị thọ hưởng ngũ dục. Giờ là sửa là cách 2 hả? Ủa, trong việc thọ hưởng ngũ dục thì nó nguyên cộng mà. Nó dùng cách 6 là nó dùng theo cách thứ tư ấy, nó cách thứ tư chứ nó không phải là cách 6, nó dùng theo cái này là danh động từ. Xài thường, ôi xài cái này luôn đi khỏi. Dùng danh động từ, đúng rồi, danh động từ dùng cách thứ 6 mới đúng, cách thứ 4 mới đúng. Sao sư nói sao sư, thưa sư? Danh động từ dùng cách thứ 4 mới đúng. Còn cách 2 này là sao sư, là bình thường hả? Dùng danh từ bình thường. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi có ai chưa sửa sửa thì là hai cách đều đúng hả thưa sư? Ở đúng ra sửa lại cách thứ tư mới đúng mới chuẩn. Cái này sửa lại cách thứ tư đi. Bên trá cá má cầm nó xa cá má nú gắt hữu dụng mà xong chết nợ đó ba chết nợ gì. Ừ. Số ít số nhiều nữa chứ. Cũng dục này. Anh chắc cảm ơn cũng là nặng lắm hết. Số nhiều. Xã hội ngũ dục. Đây là cách tư chứ nó không phải cách tư. Rồi
xong chưa? Xong nghỉ à, quá giờ quá trời. Ok. 15 phút rồi. Xong phải không? Rồi xong mình nghỉ. Bài lớp hồi hướng nghe nghỉ. Cô Phúc chung còn ở đó không? Dạ thưa, có thưa sư. Dạ bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Ờ, sư dặn tí tại thứ ba tuần tới là ngay ngày sắm hối lễ ở chùa, cho nên bữa đó mình nghỉ ha. Ủa sư ơi, dạ hôm nay nói cấm bị giãn cách hồi sư, chỉ có 30 người, không quá 10 người sư, có sắm hối được không? Có sắm hối hồi sư, thưa sư. Có sắm hối được rồi, bữa nay cấm rồi. Cấm tu tập đông người mới thông báo từ tối khuya. Bữa nay 0 giờ bắt đầu vậy. Dạ yeah. Hả? Thứ ba này có sắm hối, thưa sư. Không biết sao. Dạ, chứ, chút nữa con gọi điện thoại cho sư nha sư. Chuyện nào thông báo rồi mới biết mà. Thông báo rồi. Chú Năm ơi. Thông báo rồi. Cái đó thông báo TV. Cái đó thông báo TV thôi. Mà Thánh ơi, đã có văn bản luôn rồi. Có rồi. Văn bản đúng rồi, văn bản của giáo hội mà. Của giáo hội. Dạ. Có văn bản của giáo hội Phật giáo luôn rồi. Văn bản giáo hội ra rồi. Dạ. Sáng nay. Nhưng không biết có được học không nữa sư dạ. Nếu mà, nếu mà không nghỉ thì học, còn không học thì nghỉ. Không yếu không nói trong lớp đó sư, trong lớp học á, trong chùa á, mà không biết chủ nhật có được học hay là không. À. Dạ thưa sư, sau lớp học con gọi điện thoại cho sư nha sư. Rồi, bây giờ lắng nghe nghỉ. Dạ, kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh lên tụng kinh hồi hướng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con xin tri ân sư, chúng con xin hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha cha bhumma tha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang. Akasatha cha bhumma tha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garo. Akasatha cha bhumma tha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyatayo. Akasatha cha bhumma tha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu pani no. Akasatha cha bhumma tha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada. Idam watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale sa thu. Dạ, chúng con kính tri ân sư trong buổi giảng pháp ngày hôm nay. Chúng con kính chúc sư có sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định quận 6 mở được zoom. Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Dạ, chúng con kính chào. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Chúc sư nhiều sức khỏe.